Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại mình đang địa chỉ là 189 Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6 các bạn. Đến đây làm video chia sẻ cho các bạn xem về bánh mì heo quay, heo quay da giòn của chị Mai. Đó, heo quay đây, rất là đẹp luôn các bạn. Hôm nay sáng sớm bất chợt có cơn mưa đầu mùa. Bây giờ bà con đi làm nhớ mặc áo mưa. Đường trơn, nãy bà con đi bị chợt té quá trời luôn. Trời mưa rất lạnh, chị Tâm với Lily nhớ mặc áo ấm nha. Áo lông cù rồi đó, mặc vô. Lạnh nổ mồ hôi luôn. Rồi khách luôn. Đây là ba gọi nạc, ba gọi rút sườn giá là 320 ngàn một ký nha các bạn. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 120. Bánh mì 15k một ổ các bạn, thêm tính tiền thêm. Ở chợt nữa kìa, thấy chưa? Đó bên này nữa nè. Trơn, đường trơn lắm các bạn ơi. Nên trơn luôn anh. Hồi nãy giờ em đi làm em thấy chạy bà con té nhiều lắm. Gặp thêm xe có thắng đĩa nữa. Ngào chị Tâm với Lily đi làm về đi bộ nha. Có mà dắt bộ. Em không có chạy đẩy đâu. Đẩy luôn à. Đẩy về tới nhà chơi. Với phần biết sao không? Không phải mưa lớn, mưa nhỏ nhỏ. Mưa này cũng dễ cảm, dễ bệnh lắm nè, độc lắm. Tại nắng quá trời nắng, bây giờ mưa lớn thì đỡ, mưa nhỏ nhỏ nó bốc hơi lên. 15 thôi không? Rồi, chuẩn bị sắm thêm bộ áo mưa để đi quay. Chị Tâm nhớ sắm áo mưa cho A Cỏn nha. Bộ túi đồ. Sắm nhà còn chứ mưa gió rồi. Nó sắm thẳng cho em để xe. À còn sắm cho chị Tâm luôn hả? Dữ dằn thiệt. Sắm cho ổng hả? Sắm mưa bỏ túi á. Ổng mưa trong xe có mà. À ổng mưa bỏ túi kìa. Chưa nghĩ ra. Ổng mưa bỏ túi đi chị Tâm. Bỏ túi nữa mưa. Thương chị Tâm ghê không? Được rồi mấy chị luôn. Bây giờ ra rồi đó, giờ suy nghĩ ra rồi đó. Ủa là áo mưa bỏ túi là áo mưa gì? Áo mưa nào mà bỏ túi được? Bự xế nhỏ cỡ nào cũng vậy thôi. Áo mưa 10 ngàn mà mang đi mặc một lần mà. Áo mưa một lần á. Mang vô cái thì bỏ liền. Không có xài nữa. Ủa? Không có xài đâu, mua áo mưa đó xài đâu, nghĩ cho nó mau chết chứ mẹ. Đó chị nói gì? Thôi tốn tiền nữa. Tốn tiền nhưng mà mình mua cái mắt chống mưa mà. Không lẽ không? Áo mưa mắc tiền rồi mà mặc một lần rồi có giặt lại không? Tặng vô cái nó tét vậy. Tét đâu mà nghe mắt vậy trời. Trời cái áo mưa nó dễ tiền hỏng đó. Để nó nghe. Rồi vậy đi. Khô quá chờ hòa đi. Điên đó, bà điên rồi, điên. Vậy luôn á hả? Áo mua 10 ngàn cái đúng rồi, mấy bà bán 10 ngàn cái mà quá. 10 ngàn cái đúng rồi. Trong vô tiệm nước tây mua áo mưa. Có chỗ bao giờ bán đầy luôn. Ở ngoài bán áo mưa anh có mà, em nhớ có bán mà. Vô mua hả? Bây giờ em đưa chị 10 ngàn, chị vô tiệm nước tây chị mua cho em thì đảm bảo có luôn. Bán cái áo mưa màu hồng. Dâu màu hồng. Dâu màu hồng. Chị đổi đi mua. Để trong nhà chứ ai đập
tại mưa bất tử nè. Chưa kịp. Cái này là ba gọi mỡ các bạn, 200g một ký. Nó hầm hơi đó mà, này dễ bị cảm lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Hy vọng tối đi có một đám mưa thiệt là lớn để nó giả cái hơi đất ra. Đó là xa xíu các bạn, 300k một ký các bạn. Lạnh đổ mồ hôi kêu đất quạt nha. Mưa vậy chưa có đủ đồ. Một ổ 30 không ớt luôn. Đó là ba gọi hạt, ba gọi ướp sườn nữa các bạn. Cũng được làm topping bánh mì heo quay. Bụi. Này chắc bị phạt quá. Để nguyên nha, 100 ngàn để nguyên. Chắc 7 ổ vậy. 7 ổ. Rồi. 7 ổ luôn, quá đã. Bà con cái này chắc phạt quá. Phạt cho nhớ. Bà con ở đây mua bánh mì 2, 3, 4, 5, 6, 7 mười mấy 20 ổ cũng có, mấy trăm ổ cũng có các bạn. Bánh mì bán rất chạy. 9 ổ. 9 ổ luôn. Bên quận 7 có mưa không anh? Cho cái bàn tròn. Có mưa đã. Qua này có mò nè. Có mưa đã. Không quay hả? Qua anh cũng không quay. Cái gì không quay luôn. Cái... Qua anh đi chị nước biển á. Ồ.
vậy mà khán giả biết em bệnh luôn á. À, cho gửi lời hỏi thăm mau hết bệnh. Cô Diệu Âm, cô đúng rồi, cô chú anh chị. Dạ dạ không anh. Quay xong á. Ai da, vừa mưa có chút ét vậy mà nắng lên kiểu này là bà con, nhiều bà con cảm lắm luôn. Bây giờ mây mù đen vui luôn kìa. Giờ đâu ở đây mưa, thấy người ta mặc mưa. Chứ anh Lâm đi không bị mắc mưa hả? Không, tới ngay chỗ kia, khúc kia đó đen thâu luôn. Có mang áo mưa không? Không. Trời ơi, ăn chơi mà sợ gì mưa rơi. Không mang áo mưa là chết. Không thôi, chị Tâm cho cái áo mưa bỏ túi kìa. Tay mua kìa. Người ta ăn chơi, người ta không có sợ mưa rơi. Chị Tâm nói là anh để nước tay mua cái áo mưa. Màu hồng. Có mùi luôn. Có mưa mà bây giờ. Nghe nói tới áo mưa cái tự nhiên tay chân rung hết trơn trời. Ủa? Cảm hả? Cảm hả chị Tâm ơi? Ủa là mất gì không? Không biết nữa. Cảm rồi, cảm mưa xuống mấy hồi cảm hả? Cảm động. Năm mổ 20. Năm mổ không? Bạn thấy bánh mì bán như tôm tươi. Có cái ớt nhờ anh ơi nói luôn nha. Một hai hồ không ớt, một chua ớt. Sáng bà con đi làm, đi học, đi chợ, đi khách sạn về. Ghế mua bánh mì ăn sáng. Tại anh đi ra đường lâu lâu anh thấy có nhiều bà con nhìn đầu tóc bù nhồi. Đôi mắt liêm diêm lơ mơ. Có ai nói gì anh đâu mà tự nhiên sai. Sai với nhau mà ngon nước thì sao. Giờ đi tạo đó là rồi khách luôn.
Quay ngon chưa? Đây là ba gọi nè các bạn. Tiếp tục top pin bánh mì các bạn. Hết bánh mì chị Tâm ơi. Nhiệm năm của đó anh chị trời. Không lẽ lôi một mình vậy. Đôi này là 300 ngàn một ký nè các bạn. Ê, chú bánh bao tới kiếm gì Tâm luôn kìa. 5 châu quá. Cô đi chợ có kinh nghiệm, cô ghi ra hết luôn. Đi nhiều món đỡ quên, cho nhiều lúc vô chợ cái hồi cái muốn mua món đó cái không ghi lại là quên các bạn. Xong rồi đi về xong lại thiếu món đó. Hello chú bánh bao. Bắt đầu hầm từ từ rồi ha. Thịt đùi thì là cao nạc, cao mỡ các bạn.
Ủa chị Nga đang bên nhà bé Ly hả? À. Mấy ổ à? Lấy mưa đi. Lấy bánh mì với quay thôi. Dạ, không dưa ngọt. Xíu. Mới đi chợ vậy hả cô? Dạ. Nhà mình gần đây không, con thấy cô đi bộ nè. Nhân thẳng rồi. À dạ. Nhân thẳng rồi. Để 2 bao riêng dùm em nhé. 2 ổ, con ổ con dưa thì xong để 2 bao riêng. Cái này ổ dưa. Lấy gì chú? Đó rồi. Đó rồi 320 kg. 320 à, lấy 1 kg đi. Lấy gì chú? Ba mới chặt không? Chặt nhỏ rồi để nguyên à. Rất là hai miếng. Cắt đi rồi. Con cắt táo được chứ. Hai miếng. Lấy gì cô? Cô? Ổ mày phải không? 15. Ngày nào cũng xế, ngày nào cũng vậy. Nó thấy tiền không? Anh ơi, ổ mày hả? 15 luôn. Chưa 20. Thôi 5.000 luôn chị Tâm. Hello anh ba. Anh mua mấy ký anh? Mua heo quay ủng hộ chị Mai anh ba. Đã thăm em gái à? Mấy ký anh? Ủng hộ đi bà nè. Cái này khỏe không anh? Ở chỗ cũ không? Ủng hộ đi. Vậy 60 mấy cái thối không? À, 4 ủng hộ luôn. Dạ, 4 ủng hộ 30 phải không? Ủng hộ. Ba có tiền lẻ cho đổi được không? Gì? Có tiền lẻ cho đổi. Giàu có. Có. Thôi 40 luôn. Ba bỏ 30 nữa anh này, bỏ 30 nữa. Bỏ cái bên đây. Đúng là lấy tiền chục cái rồi biết. Ủa sao anh ra em? Tới công chuyện chị Tâm luôn. Chị Tâm ngã ngang xỉu là tới công chuyện luôn. Dạ. Anh trai ghẹo chị Tâm á. Cái
Không, ngày đầu tiên cũng mua kìa. Không, không mua. Ngày đầu tiên mua cũng trả lời luôn. Hỏi trả lời vậy á. Nó dễ chửi. Cho xem nghe đẹp cái cơ mặt đó vậy được phải không? Đúng rồi. Tí cơ mặt mặt chỗ cũng đóng vậy đó. Nhưng mà cho mình nó vui lắm. Vui phải làm. Vui dữ lắm luôn á. Tao không nói là chữ vậy chứ tao. Đây, khách luôn, khách luôn. Cái này đúng không? Không? Cắt gì vậy? Mua nhiêu chị lấy đi. 100 ngàn. 100 ngàn chặt, chặt không? Chặt. 100 ngàn lấy miếng đó đi, chặt nè. Mười lăm ngàn khỏi thôi chị Tâm ơi. Ở bánh mì sau lưng luôn. Mấy một ổ bánh mì vậy? 15 ngàn có thói không chị ơi? 15 ngàn, cho em xem miếng ớt. 2 chân 9. Đó bình nhỏ hay sao? Lấy ngẫu rồi hả? Anh ơi, thối dư rồi nè. Khách mua bánh mì đông lắm các bạn. Đây ổ có ớt chị gái. Bên đây ổ bình thường nè, ổ có ớt rồi bên đây. Này bất chợt có anh ba ra hỗ trợ. Chặt hay để nguyên? Chặt. Chặt luôn hả chị? Một tấn ký hả chị? Nữa. Thấy siêu đẳng nha. Tay kia cầm bánh mì làm khách kêu tương ớt là tay khác.
chị gái. Chuẩn bị hết tấp bên nữa các bạn, làm bánh mì tiếp tục. Cho ổ đừng lấy dưa. Ổ đừng lấy dưa. Bán 6 ổ, ổ 20 đi. 6 ổ, ổ 20. 26 ổ. Đây, khách tới luôn. Cầm tiền đi cô, cầm. Thôi rõ như cái gì. Một ký chặt luôn cho chú. Ở đây vòng lòng luôn. Ba lăm. Có nước chan luôn chú. Anh này không dưa. Đường trăm ơi.
đây cô. Các bạn thấy nãy giờ làm liên khúc luôn mà hết bánh mì luôn nè các bạn. Dữ chưa? Làm không kịp. Ổ 1 ổ 5 ổ 1 ổ 10 ổ 12 ổ. 1, 2, 3 đó. Ba đường quay luôn. Bắt đầu nó hơi đất nó lên, nó hầm rồi đó. Lẹ ghê luôn ha, nhạy thiệt là nhạy luôn. Trời ơi, mình uống là mình uống mà. Ly nói đúng điểm yếu của chị Tâm rồi. Ai cũng có điểm yếu, điểm gì anh cả. Anh bơ đi. Bơ, anh bơ luôn. Anh Long uống trà. Anh Long, anh uống trà đá. Mấy ảo. Cái Tâm bơ luôn hả? Ba uống trà tao. Lấy em Tâm. Ba uống gì bơ hả? Tố nước ép anh ba uống gì? Uống thiệt mà. Thiệt mà. Uống nước ép táo thì ngon lắm. Lắm. Uống ép táo thì ngon. Đây không có tin Tố nước mạch đâu, không có món đó. Thì uống gì? Ba làm táo luôn, anh ba táo luôn. Thôi quyết định cho anh ba luôn. Dữ dằn ha. Xông xáo luôn ha. Uống táo tốt mà. Chút xíu. Năm chục xá xíu. Nó nào gửi theo quay chim phơi. Tự nhiên nó hỏi theo quay. Chờ ổng bơ. Rồi chờ ổng đi lên Lâm Đồng mua bơ về ổng tay đó. Đó lắm, đó lắm. Không mà chim tối chỗ này làm ngon á. Ờ ngon mà, ngon mà. Thấy khen ngon từ hôm bữa rồi. Bữa anh đi chưa? Bữa anh Tiến mời đi bơ nè. Ngon mà, tự là tự uống chứ ngon. Trời, nói em kêu đi cho anh ba trả tiền hả? Kêu đi cho anh ba trả tiền kìa, anh ba chuẩn bị rồi. Đang gì kìa? Không em mà... mấy bạn nó nhỏ nhỏ thôi. Ê, ổng đâu quá thằng tối đâu mà lâu á. Đi hát bài đi cho không khí vô chiếc coi. Còn bé bé đi em. Hát bài thì anh ghi ra quá. Quá trời hầm rồi. Hát bài trước
cơm mưa ngang qua được không? Được, cái đó hợp lý đó. Đó của Vinh Hồn hát đó. Không biết hát là đâu. Không hát thì đọc, trời qua nói gì đâu. Nhớ rồi, nhớ mấy gì đọc. Anh hát thử trước đi, nhớ em hát rồi. Ghê lắm. Làm đất rồi, nhấp ly rồi. Thôi, đọc lắm. Long hát hay lắm. Hát này nghe chịu vui đi. Hèn gì nãy giờ thấy im ru à. Nói gì đâu. Nói gì đâu. Nói gì đâu. Nói đây là có anh gì đó. Anh không cân phụ nữ. Rồi xòm. Xí đế. Xòm mỏi hả? Ờ. Xòm hả gì? Không biết nữa. Cái là xòm là gì? Cái gì xòm? Xí đế. Xòm hả gì? Cân phụ nữ. Tùm lum hết á. Mới rồi. Biết nguyên một lít dài. Thì nãy giờ thấy đứng im ru. Sàm đúng không? Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. À sàm. Sàm đó, chị sàm xí đế đó. Chị sàm nó sàm nó sồn. À là không có làm gì với sàm. Sàm chứ. Mà nói anh nói được đó. Lại mới chứ. Sàm. Ai đưa vậy? Anh ba. Của ai vậy đó ba? Cái số đường kiệu á. Vậy có lấy kiệu không? Hả? Rồi, nhiều mai. Hả? Điệu hả? Cái gì? Hả? Có đưa chồng điệu không? Ủa, nhỏ với số mà. À. Hai điểm nó đưa chút kẹo đi chút đưa lên. Dạ, chắc đổi tiền lẻ. Chị Tâm, A Cỏn mang áo mưa ra kìa. Em đi mua cho. Chị Tâm, A Cỏn ra kìa. Ở đâu? Sau lưng á. Đó, đó, đó. Thấy không? Đó, áo mưa, bỏ túi rõ ràng luôn mà. Phê liền, phê liền. Ta nói áo mưa bỏ túi, cái đó bự hơn cái túi rồi chị ơi. Áo mưa vậy thôi chứ muốn áo mưa gì. Bye bye A Cỏn. Cảm ơn Mỹ. Bye bye A Cỏn, anh đưa bà Tâm ghê á. Thấy mưa đó là nghe áo mưa là cho bà Tâm. Ganh tị quá đi. Rồi giờ tôi mua cháu mưa nè. Lấy gì ba làm? Ba làm nó chặt. Không, chặt để tiếng miếng vậy chứ gì. Để cho chạy nha. Rồi vậy cho tôi. Cho con 100 ngàn. Như cho cái anh trai này con không? Tôi thấy hai ba anh trai rồi. Bốn anh trai luôn. Anh nào cũng được chị. Còn quan trọng mấy anh này có dám không chồng không? Đúng, thực tế mà. Rồi, khách luôn. 5kg chặt luôn. 3 ổ luôn bà ơi. Rồi, võ công cũng cao quá ha. Có đó không chị ơi? Bút lại được rồi. Đang mơ mơ hồ. Chú này mỗi lần chạy nhà mà mấy anh bị bung đùi. Tự nhiên cảm thấy sợ lắm luôn. Phải ngoái đầu nhìn một cái mới được. Tới công chuyện rồi. Cái này là nó hấm một người. Cái kia 10.000 ba cục nó hấm. Quay nó ngon nè các bạn. Da giòn ha. Da giòn, nẹt. Giòn văng tung luôn. Còn á hả? Không chịu nổi luôn cái gì. Đây cái da nó giòn nó văng lắm, lung tung. Thơm lắm luôn á. Thơm ngon. Chúng ta sẽ làm mỗi người một mẫu. Review ăn cho mọi người xem nhé. Ok na luôn. Okay.
Ok. Ok. Tiếng làm ổn đó không? Gì kêu thêm một ổn nữa anh đứng anh im ru anh nó tới công chuyện rồi. Anh Tiếng không ăn rồi review cho mọi người. Lâu em thấy mình bận chứ. Anh thấy ăn gì nha. Thôi xin sớm bắt đây à. Chết rồi luôn rồi luôn rồi. Tới luôn rồi. 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 Không có tiền. Tới Long Long tới với chị Tâm rồi. Quay phải ăn. Nó cần mất tiền, kêu quá đáng, có 15 ngàn đủ rồi, mất tiền. Đúng không? Có đáng, có tiền. Quay ăn mà, chú anh chị và các bạn ơi. Dạ, dạ. Mai mai hỗ trợ cái này. Tới công chuyện nữa rồi đó. Thôi anh ba nghe không kịp. Rồi, tôi biết tôi từng ở cái canh hoài cái chỗ đây nhưng mà nó dính thiệt không? Nó hở cái là rồi. Ôi ôi. Hồi nãy nó canh biển chui vô trong đó chị. Ở ngoài nó đến kia chui vô bụi lùm. 5 kg 5 kg. Từ cái ổ ngoài em đâu có dính được. Từ ở đâu? Con dính cô. Nó chặt không cô? Chặt con ba rồi. Anh quay chặt cô. Chỗ đường Điện Biên Phủ á. Dạ, đi lại thành phố đó không? Dạ, ngay thành phố luôn. Để chùa chạy vô chút xíu à. Gặp đồng hương nha các bạn. Tôi đi taxi từ Tây Ninh lên luôn hả cô? À dạ. Gặp đồng hương là phải ôm hôn mừng bé Ly. Lấy ổ bánh này vậy. Con hoài đi để đi. Mười lăm chú ơi. Có người khoái khoái rồi ha. Thôi 185 nè. 45. Cô mua về quê đó là 185 và 155. 155. 185 của chú. 155. Cô cứ ăn đi, alo con ship về dưới cho. Ừ. Chạy về dưới nó vào. Này chắc lấy cớ không con. Không đi về đường lắm vậy. Bắt chị bánh mì bỏ vô camera luôn chị Tâm ơi. Dạ cảm ơn cô luôn nhiều nha cô. Nè đang quay luôn nè. Trời ơi trời ơi. Tình thương bánh thương dữ chưa? Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Trời ơi. Nói đi. Dính quá trời luôn chị Tâm ơi. Còn nãy đứng mình né hoài mà. Đứng gì vậy? Đây các anh chị luôn. Ôi. Ở nước ngoài mới về á chị, ở nước nào vậy? Dạ em quay mình nước cao hả? Dạ heo không chị. Kêu nữa hả? Bệnh mới qua. Ở bên bệnh. Dễ thương ha. À bệnh mới qua luôn á. Ở bên nào? Ở bên nào? Chị nào chỉ về bệnh. Giờ về em chơi. Giờ đi. Anh này xem chị dễ thương quá kìa. Bắt vô camera nha. Dạ hỏi mì đặt đi. Dạ 15. Thôi liền, phải thôi liền. Quên thôi lắm làm sao mà chơi dữ à. Hết 10 ngàn. Đây, cắt luôn. Dạ, em có riêng quá, nói có riêng quá. Lấy gì hai ổ anh nhìn. Lấy gì lấy hai ổ anh nhìn. Đừng có cho ớt không? Em đâu có riêng đâu. Cái hả? Lấy hai ổ. Lấy hai ổ. Cô lấy hai ổ anh mà. Cái này miếng là miếng là nửa cái thịt ba chữ. Miếng nó chặt không cô? Chặt ba chữ. Chặt hai quay hả? Đó luôn. Ấy chú Thành tới luôn. Dạ nhiêu tiền cô? Dạ 30 nửa ký 160 nữa là 190 cho con đi cô. Cô lấy cái miếng nào mà
đây đây có da luôn, có da luôn, da đem về luôn, có luôn. Dạ dạ. Có da có da rồi đem tới luôn đó. Quá hên. Quá hên luôn, có bất công da vòng vòng. Dài. Cứ bán cho một ký da heo đi cô. Dạ để con coi có đủ ký không. Lấy mẹ. Một ký da heo 500k. Cô lấy nguyên ký luôn. Lấy nguyên ký luôn. Quá đã, quá đã. Ở đâu lần cô? Ở Đồng Nai. Ở Đồng, Đồng Nai. Ôi. Khách ở xa nha các bạn. Cho em xin cái bọc. Xin một cái bọc anh ba ơi. Đây. Đó. Da heo vừa ra lò luôn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Đây nè các bạn. Đó. Ừ. Vậy lấy một ký luôn. Da heo 500.000. Rồi rồi được, có việc lấy đi. Cô hỏi á. Cô để nó nhỏ. Cần nguyên ký á. Lại cái kia chặt rồi á. Nếu mà chưa chặt con nổi là con có cái này ký luôn con, là con lấy 1 ký thôi rồi 500 ký kia là 2 tấn 2 nữa. 2 tấn 2 con. Hết cho heo luôn. Vừa ra là cô mua hết luôn rồi. Rồi ta heo ra lên. Đi. Ok. Ai tiền cho anh trai. Cô có 2 tỷ rồi cô có lấy lại không? Cái chỗ tiền của anh ta gửi. Có 2 tỷ rồi. Thôi cô tặng con nha. Cô giật giật cái gách tờ màu xanh là cắn lử luôn. Ổ mì không rau luôn. Ơi rớt tiền quá trời luôn cô ơi. Ngày nay thì tiền nhiều rớt quá. Chắc chiều ra ba ba quá. Mừng quá, mua được heo quay mừng quá. Ở xa lên mà không ở có đủ món lên, ấy, cũng thất vọng nha, hên vừa tới luôn. Đúng rồi. Bánh bao 20.000 một dĩ luôn đó cô, vì hấp vì chiên đều ăn được cô. Ngon lắm. 15.000 có thói không chị? Không thói luôn chị Tâm ơi. 100.000 rồi dạ rồi cảm ơn luôn ạ. Dạ 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 rồi bye bye cô với anh. Dạ 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 không dưa của chị bên ngoài luôn, thổi thói tiền luôn. Thôi cô bỏ 2 tỷ rồi, 2 tỷ chắc hết ngày rồi. Hôm qua 2 tay chị Tâm dò thử lại trúng thiệt sao. 2 tỷ hồn chứ mà bỏ 20 đi đi. Giờ này hầm quá chứ hầm. Không dưa. Bán luôn. Thằng bán cho thằng luôn hả? Bán luôn chứ sao vậy? Giá nhiêu để mua? Rồi có bán rẻ rẻ không để chị Tâm mua nè. Mua con đâu có mua đâu. Trời ơi mua chỗ Thành về ngày nào chúng chở heo tối chỉ có ngày 3 bữa rượu thôi. Thôi khỏi luôn. Ủa làm hàng khuyến mãi. Đây này, cứ ra vô cái gì quá nè. Ờ. Đây, cái là nó hợp, nó chứ hành. Nó nghỉ 2 ngày, nó vô nước biển á. Nước biển hả? Ờ, đúng rồi. Nó 2 ký đâu. Nó 2 ký
Nước biển ngon không em? Bye bye chú Thành nha. Lên Lâm Đồng mua bơ. Lâm Đồng á. Không được trái bơ. Đi tới Bảo Lộc luôn á. Cái nào mà đi Bảo Lộc trên đi nha. Bảo Lộc có bơ nhiều lắm. Có không? Có luôn. Những người mà hay nói bữa nào vậy chứ không bữa nào đi. Nó xa xao á. Lúc nhiều lúc chị Tâm vui lắm. Sẩm á hả? Sẩm bán sao? 200. 200 ngàn ký. Sụng. Chăn nước tương. Xin nước tương quá. 15 ngàn á. Ờ mà xin nước tương quá. Dạ. Có tiền. Đứng đó làm đàn thầy. 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 Thật không anh? Chặt. Để chung rồi đi. Ba rọi, đổ tí sườn. Cái ba rọi chặt cái một ổ dạ. Nửa ký ba đội, nửa ký sườn. Dạ. Chơi nha. Dạ dạ dạ. Vừa quay heo quay mà vừa người quay người chặt heo quay luôn. Dạ. 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 Cái ba đội ấy mỏng mỏng giùm chặt nha. Nửa ký ba đội, nửa ký sườn cơ. Ờ. Ba đội rồi. 115. Ý 45 qua nó lọt. Thì muốn tính 35 cũng được. Đó đâu đồ đâu bù 10 ngàn á. Cái gì là chú lỗ 10 ngàn. Để đi. 45. Thôi đâu chạy được. Lâu lâu giúp đỡ người nghèo. Không. Lâu lâu giúp đỡ người nghèo. Giúp đỡ nhiều. Ở mì bán nhiêu ta. 15. Cho ổ 2 chục, 2 ổ. Ở rồi đầy đủ không anh? Này new YouTuber mới nha. Quay về cái bển. À dạ. Thôi. Tôi để tôi ra. Tôi một cái kìa mang về tới Mỹ luôn kìa. À bà gì đó bên Mỹ bên đấy vừa là bây về đang theo quay của bà Mai. Bà Mai cái đó là tội nghiệp bữa bị la. Đã hơn cái chuyện rồi. Rồi cảm ơn cho hai ổ đi. Đây ổ 20, hai ổ em đang làm luôn. Em trên tâm có lấy ớt gì không anh? Đầy đủ đi. Cái giò đó bắt sao vậy cơ? 120 à.
301. Đây khách tới luôn các bạn. Đó. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này các bạn nhé. Like và đăng ký kênh của mình. Rồi bye bye các bạn.